Sáng ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức diễn đàn khoa học, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện nay. Tham dự diễn đàn có giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và gần 30 đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ khoa học, đại diện cho các tổ chức, hiệp hội đến từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí tham dự đưa tin. Diễn đàn nhằm thảo luận những vấn đề liên quan tới thực trạng đạo đức hành nghề và những yêu cầu đặt ra đối với đạo đức hành nghề tại Việt Nam hiện nay, hướng tới xây dựng các quy định pháp luật, quy tắc về đạo đức hành nghề ở Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu đều đồng tình rằng đạo đức nghề nghiệp là vấn đề lớn, là những phẩm chất cần có của mỗi người theo đúng những quy tắc chuẩn mực của một nghề nhất định được cộng đồng xã hội thừa nhận nhằm điều chỉnh hành vi, thái độ của con người trong quan hệ với con người, tự nhiên và xã hội khi hành nghề. Thực trạng hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, tích cực thì vấn đề đạo đức con người cũng có nhiều biểu hiện yếu kém, tiêu cực phải lên án, bài trừ để làm trong sạch môi trường văn hóa. Việt Nam, tôi cho rằng đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới, nên không thể coi nhẹ việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhằm tạo động lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cá nhân Việt Nam trên thương trường, trong phạm vi quốc gia cũng như trong khu vực và trên thực tế. Mà trên thực tế chúng ta đã làm thật. Cái cần nhất, cái trước hết là phải lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp. Làm cái này, đi đánh giá cái năng lực kỹ thuật của các cái phòng thí nghiệm cái này khác mà lại không có lương tâm, không có trách nhiệm, ảo ảo là không được. Hành nghề thì chúng tôi thấy thế này, không chỉ là chúng ta lo lắng về đạo đức nghề nghiệp mà thế giới này người ta đều lo lắng. Như là nghề kế toán và kiểm toán thì tổ chức kế toán và kiểm toán thế giới người ta cũng đã đưa ra 5 cái chuẩn mực cho cái nghề nghiệp của chúng tôi. Có nghĩa là toàn cầu lo cái việc này, chứ không phải chỉ chúng ta lo việc này. Đấy. Nhưng mà người ta đang lo, tôi nghĩ ý kiến cá nhân tôi thôi, thì người ta đang lo nhưng mà cái cách tổ chức của người ta là khá chuẩn. Nhưng mà hiện nay chúng ta rất lo, nhưng mà cái cách tổ chức quản lý hành nghề của chúng ta, đạo đức hành nghề của chúng ta thì có lẽ là có vấn đề. Yêu cầu về nghề nghiệp rất cao, nhưng mà trong đó nó có một cái yêu cầu là phải có cái đạo đức hành nghề, và cái yêu cầu thứ ba tức là phải được đào tạo liên tục. Thì thấy rằng là trong 4 cái loại tiêu chuẩn của cái kỹ sư hành nghề cơ bản, của cái kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp ấy, thì cái tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề là một trong những cái tiêu chuẩn rất là quan trọng và quyết định cái việc là anh có trở thành cái người kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp hay không. Ranh giới giữa cái lợi ích và cái đạo đức nó rất là gần nhau, và làm thế nào để chúng ta có thể là vượt qua được những cái lợi ích của cá nhân để chúng ta đi đến cái lợi ích của chung, lợi ích của con người. Cái đấy nó rất cần cái sự tâm huyết, sự trách nhiệm cũng như là lương tâm nghề nghiệp. Với cái người làm báo thì đạo đức nghề nghiệp thì không chỉ là mình đưa tin một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, mà phải khách quan, phải công tâm, cũng như là phải bảo vệ công lý và lẽ phải, không làm xuyên tạc hoặc là sai lệch cái vấn đề đi. Đấy là những cái mà liên quan đến lương tâm cũng như là trách nhiệm. Phát biểu kết luận tại diễn đàn, giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh khẳng định vấn đề đạo đức công vụ công chức và đạo đức nghề nghiệp nói chung là vấn đề có tầm quan trọng rất lớn, dẫn đến sự thành bại của nền hành chính cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Người ta nói rằng trên đời này có 3 cái tòa án. Thứ nhất là tòa án công lý, tòa án nghiêm khắc thật, có luật, có cả bộ máy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thoát được. Tòa án thứ hai là tòa án dư luận, không ai thoát được, nhưng nó chỉ rộ lên một thời gian. Cái tòa án thứ ba mới đáng sợ nhất, đó là tòa án lương tâm. Tôi biết có bác sĩ vô tình làm chết một bệnh nhân, không ai phát hiện ra cả, nhưng đến tận cuối đời vẫn cứ băn khoăn. Tôi biết có trường hợp một giám đốc kiếm được một cái khoản thu bất chính từ một cái dự án, nhưng về hưu một chục năm sau vẫn cứ hơi run. Cho nên rút ra lại thì ý thức tự giác là quan trọng nhất, ngay cả trong vấn đề thực hiện cái đạo đức nghề nghiệp. Đấy là 2 điều mà tôi rút ra sâu sắc nhất sau phát biểu của tất cả các bác anh các chị ngày hôm nay.
Kết thúc diễn đàn, các đại biểu đã cùng đưa ra những ý kiến thảo luận về giải pháp nâng cao đạo đức, nguyên tắc rèn luyện đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng và thực thi đạo đức hành nghề để phong trào được lan tỏa sâu rộng nhằm nâng cao kỷ cương, chất lượng và năng suất lao động, tiến tới xây dựng và phát triển đất nước.